Mazda 3 mới tại Việt Nam có bị lỗi hệ thống phanh khẩn cấp. Trước đó, vào cuối tháng 12 năm 2019, tại thị trường Mỹ, đã có hơn 35.000 chiếc sedan và hatchback thuộc dòng sản phẩm Mazda 3 2019-2020 nằm trong diện triệu hồi liên quan tới lỗi của hệ thống phanh khẩn cấp tự động. Mới đây, tại Việt Nam, đã xuất hiện hình ảnh về một vụ tai nạn liên quan đến tính năng này trên dòng Mazda mới, liệu những chiếc Mazda 3 mới ra mắt tại Việt Nam có gặp lỗi? Trong thông báo triệu hồi tới hơn 35 chiếc Mazda 3 2019-2020. Tại thị trường Mỹ, hãng xe Nhật Bản cho biết các xe trên có thể bị dừng đột ngột khi đang vận hành trên đường do hệ thống phanh khẩn cấp tự động Smart Braking System kích hoạt. Mặc dù thực tế không có nguy cơ va chạm có thể xảy ra, nguyên nhân là lỗi lập trình có thể khiến các xe Mazda 3 này đánh giá sai là có chướng ngại vật phía trước xe và tự động kích hoạt phanh để tránh va chạm. Để khắc phục tình trạng trên, những xe Mazda 3 mới nằm trong diện triệu hồi tại Mỹ với lỗi hệ thống phanh khẩn cấp tự động Smart Braking System. Được sản xuất đầu năm 2019 phải thay thế toàn bộ cụm đồng hồ hoặc lập trình lại phần mềm điều khiển hệ thống, trong khi đó các mẫu xe sản xuất sau đó chỉ cần cập nhật lại phần mềm lên phiên bản cao hơn. Một va chạm trong quá trình thử tính năng phanh khẩn cấp tự động của chiếc Mazda 3 mới tại một đại lý ở Hà Nội liên quan đến trường hợp chiếc Mazda 3 phiên bản Premium gặp tai nạn trong quá trình thử tính năng, phanh tự động thông minh, tại một đại lý, tại Hà Nội, Thaco đơn vị lắp ráp và phân phối Mazda tại thị trường Việt Nam đã phát đi thông tin phản hồi như sau. Vụ việc thử nghiệm đã diễn ra tại đại lý Mazda Giải phóng Hà Nội cách đây một tháng, vào ngày 16 tháng 1 năm 2020, theo đề nghị của một số khách hàng, nhân viên của đại lý đã sử dụng một chiếc xe ô Mazda 3 phiên bản premium xe lái thử của đại lý để thử nghiệm hoạt động của hệ thống phanh tự động thông minh. Theo quy định, việc thử nghiệm sản phẩm phải được thực hiện bởi nhà sản xuất, tuân theo quy trình kỹ thuật chặt chẽ và trong điều kiện đảm bảo an toàn. Vì vậy, chúng tôi xác nhận rằng việc thử nghiệm xe tại đại lý như trên là do đại lý tự ý thực hiện nằm ngoài thẩm quyền và khả năng của đại lý. Trước đó, cũng theo chia sẻ từ Thaco, Mazda Việt Nam. Đã ghi nhận một số trường hợp xe Unnew Mazda 3, và new Mazda 3 Sport đều là phiên bản mới nhất 2020 có thể bất ngờ dừng lại giữa đường. Do hệ thống phanh tự động thông minh, được kích hoạt. Hiện tượng này chỉ xảy ra với phiên bản Premium của hai mẫu xe trên. Vì chỉ có phiên bản này, được trang bị hệ thống SBS. Tại thời điểm này, Mazda Việt Nam cho biết hiện, đã làm việc với tập đoàn Mazda, để xử lý vấn đề, các chuyên gia bộ phận nghiên cứu, và phát triển A&E của tập đoàn Mazda đã trực tiếp làm việc tại việt nam để tiến hành đo lường thu thập dữ liệu về điều kiện giao thông thực tế và sớm đưa ra những thông báo cụ thể với những khách hàng tại thị trường việt nam chúng tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của bạn hãy bình luận phía dưới nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại